Dạng sáng ngày 16 tháng 4 năm 2023, tại quán karaoke Luxury thuộc xã Đào Viên, thị xã Quế Võ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp công an thị xã Quế Võ tiến hành kiểm tra bắt quả tăng 29 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, 20 đối tượng dương tính với ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 12 gam ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố quản lý quán là Đỗ Đăng Thái, 20 tuổi ở xã Phù Lãng, thị xã Quế Võ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và quản lý Nguyễn Văn Tâm, 22 tuổi ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cùng 8 đối tượng khác về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.